ít nhất cho anh xem còn cái nịt đi đúng không, rồi cái nịt cũng không có. Như vậy thì rất là khó, mình chỉ cần bạn có hồ sơ trung thực. Muốn làm việc bên anh cần hồ sơ thế nào ạ? Cần thái độ bạn. Còn hồ sơ của bạn như thế nào thì bạn ghi như thế. Chứ bây giờ bạn hỏi mình cần hồ sơ thế nào, bạn có hồ sơ như thế nào, bạn nộp y như thế, miễn là bạn trung thực. Bên mình chấm điểm thái độ rất quan trọng. Ngay từ đầu thái độ của bạn trung thực và nhiệt tình, bọn mình cũng sẽ đối xử bạn bằng trung thực và nhiệt tình. Còn nếu ngay từ đầu thái độ của bạn như hôm trước với mình gặp một ông nộp cái CV rõ đẹp, xong cùng đến lúc check legit CV thì ông chả có gì, ông mặc cái gì cũng không có. Bảo thứ bằng cấp 3 em đâu, bằng cấp 3 em chưa lấy. Thế phải cho anh cái ảnh photo, em chưa về trường lấy em sao ảnh photo được, cho anh bằng cấp 2. Bằng cấp 2 em không tìm thấy. Thế cho anh xem đại học, bằng đại học. Anh chỉ xem thôi, anh có lấy đâu, anh có thu đâu. Bằng đại học thì em đang học em bỏ. Ok, thế cho anh bản photo. Em không tìm thấy. Thế em, anh thấy em có bằng tiếng Anh. Thì bằng tiếng Anh của em thì cũng bằng tiếng Anh của em thì cũng không thấy. 2 năm rồi, em không tìm thấy đâu. Thế còn cái nịt đâu? Mình chỉ muốn hỏi, thế còn cái nịt đâu? Bằng cấp cái gì cũng không có, còn cái nịt đâu? Sao CV em bằng cấp đẹp thế? Thế công ty cũ em công ty gì? Em bảo em đã từng làm lead, em đã từng chạy. Thế cho anh hỏi công ty cũ công ty gì? Cho anh xin số điện thoại của ông sếp công ty. Cho anh xin số điện thoại của ông leader em làm việc hồi đấy. Hoặc là cho anh cái thông tin gì để anh thử check này, em đã từng làm công ty đấy. Ít nhất cho anh xem còn cái nịt đi, đúng không? Rồi cái nịt cũng không có. Như vậy thì rất là khó. Mình chỉ cần bạn có hồ sơ trung thực và thái độ của bạn trung thực, bạn nhiệt tình, bạn leader, bạn đến làm việc bọn mình, thì bọn mình sẽ đối xử bạn như thế, trung thực, nhiệt tình và leader. Còn trình độ thì tình cờ là bọn mình cũng chuyên đi đào tạo trình độ quảng cáo anh nghe. Mình nghĩ cái đấy không phải kẻ đáng lo.